Đây nó là cây Zombie Knife Flip Fury. Nó là hàng chính hãng Knife của Mỹ nha. Súng này thì nó dùng hai ổ đạn chế khế, mỗi ổ 6 viên. Nó thay đổi ổ đạn bằng cái đây, kéo cái này ha. Rồi khi nạp đạn thì đây, nó phần chủ ổ đạn bên dưới này nó có cái rãnh để gài đạn vô. Rồi bây giờ thử bắn ha, đây bắn bằng cách kéo từ đây. Rồi bây giờ nó hết ổ đạn đó rồi, đổi qua ổ khác. Rồi tất cả hết 12 viên rồi đó.